Sắc tố trên da, tố trên lông to và da thì hơi yếu. Nên khi mình làm PRP này để cho nó cải thiện về cho da khỏe hơn, da sáng hơn, mịn màng hơn, dạng hóa da. Hiện tại thì mình đang làm cái điều chỉnh đó là PRP, cái này là dạng hóa da và đồng thời mình điều trị nám. Là làn da của chị khách của chúng ta là có cái tình trạng là hơi bị nám luôn đó. Nám da rồi lão hóa da. Bây giờ mình sẽ đi cái huyết tương rào tiểu cầu vào trong da để dạ, điều trị. Dạ bác. Bác sĩ đang điều trị cho chị Pháp với cái công nghệ đó là PRP. Đó là huyết tương rào tiểu cầu, thì mình sử dụng PRP để điều trị cho chị Pháp với mục đích là giúp cho da chị khỏe hơn. Chị đang có những cái vấn đề về sắc tố trên da cũng như là những cái nếp nhăn trên da nhiều, thì mình sử dụng PRP để mình cải thiện cái sắc tố cũng như là những cái nếp nhăn để giúp cho da chị sáng hơn, đồng thời nó sẽ căng bóng hơn, giảm những nếp nhăn nhiều hơn. Vấn đề da của chị là khách là có cái lỗ chân lông to, đặc biệt là vùng chữ T ha. Đồng thời là khi mà các bạn quan sát gần có thể là thấy là những cái vùng hai bên gò má có hơi sạm màu một xíu và thâm và rải rác vùng cằm đó, thì bác đã kết hợp liệu trình PRP hàn và R6 để làm cho cải thiện lỗ chân lông, sẹo rỗ và đồng thời làm da của vị khách này đồng đều hơn ha. Để thấy được cái sự thay đổi về làn da của chị khách của chúng ta, thì cả nhà có thể thấy ngay bên cạnh đây ha, là cái hình ảnh của chị khách của chúng ta khi mà lần đầu tiên trước khi mà mình làm cái liệu trình này, thì cả nhà có thể thấy rất rõ cái làn da của chị bây giờ đã thay đổi rất là nhiều, đặc biệt là cái phần nám ở hai bên má ha cả nhà, rất là đậm. Thì bây giờ cả nhà có thể thấy rất là rõ cái làn da hiện tại của chị khách chúng ta đã cái vấn đề này đã không còn. Chị khách của chúng ta có vấn đề rất là lớn là ở chỗ thâm quầng mắt ha. Ở hai bên mắt của chị có thâm quầng rất là nhiều là cái thứ nhất ha. Thứ hai là ở trên bề mặt làn da của chị thì xuất hiện những cái vết đồi mồi li ti li ti ha. Thì hiện tại chị đã thực hiện cái liệu trình này tại BB là lần thứ 3 cả nhà ha. Thì cả nhà có thể thấy rõ là ở phần quầng mắt đó thì đã cải thiện hơn rất là nhiều. Và những cái đốm đốm trên cái làn da của chị cũng đã mờ đi ha. Cả nhà có thấy những cái vết mà mình sưng sưng lên một chút xíu đó ha. Đây là những cái vết mà bác đã cấy huyết tương nhào tiểu cầu vô rồi, thì nó sẽ hơi sưng lên một xíu ở nhà nhé. Tuy nhiên thì tình trạng này sau khoảng 1 đến 2 tiếng nữa thì nó sẽ hoàn toàn sẹp xuống và nó trả lại cho mình một cái làn da hoàn hảo không tì vết cả nhà nhé.